chất âm, anh em có thể thấy nó rất là chắc đúng không ạ? Tiếng rất chắc luôn anh em nhé. Rất là chắc anh em nhá. Đây là sẽ không sử dụng qua nâng tiếng này. Đó, nghe yếu hơn nữa anh em. Ấn vào dùng này. Đó. Rất lực. Đó. Rất là lực đúng không ạ? Đây là một combo, một comble cho bác khách. Bác ở Ninh Thuận anh em nhá, anh Nguyễn Quang Huy. Đó. Thương Diêm 1, Phước Diêm, Thuận An, Ninh Thuận anh em nhé. Anh lấy một combo đó là MA1300, V9 và TD3000 anh em nhé. Chọn bộ này là 14.300.000 đồng. Thì anh thêm 400.000 nữa thì bên em sẽ bao ship. Vì con đẩy này nó nặng anh em nhé. Con đẩy này là 10.800.000 đồng, là chưa gồm phí ship. Thì bác thêm 400.000 bên em sẽ bao ship anh em nhé. Đó, MA1300 giá tại 10.800. À, quả lên nguồn P9 giá hiện tại đang là 1.700.000. Con này có lọc nguồn luôn anh em nhá. Và con nâng tiếng TD3000 giá hiện tại đang là 1.800.000 đồng anh em nhá. Con này có thể có hai màn hình, anh em có thể chuyển màn hình, màn hình lợi này, màn hình ga này, gain gain, một màn hình EQ. À, anh em có thể thấy nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Đánh rất lực anh em nhá. Con này có một điểm hay là nó có một cái phím là phím âm lượng ở đây anh em nhé. Đó. Âm lượng từng kênh. Đó. Anh em thấy nhá, cái đèn này nó cũng lên từng kênh. Đó. Ok chưa? Đó. Đó. Ok chưa anh em? Đấy. Rất là hay đúng không ạ? Và các nút chỉnh như là bass check anh em nhé. Bass check. Bát mít chắc. Đấy, đầy đủ ở đây. Ở đây em có đánh cả súp anh em nhé. Đây, súp đây. Đấy, con này có cắt cả súp, bát súp này. Bát vô này, đây là x-over, là cắt tần số này. Đó. Đó, súp này đang đánh khoảng 40 căng đét luôn. Đó, đánh rất căng anh em nhé. Em có thể đeo tai nghe, trải nghiệm chất âm. Đó. Đánh căng luôn anh em nhé. Đó, thì ở đây em đang sử dụng có 3 kênh, em vẫn dư một kênh. Một kênh này đánh một kênh này, một loa này, bên này vẫn đánh một loa. Đó, ok chưa? Và một kênh này đánh súp này. Đó, rất là uy lực. Đó, đánh tiếng rất chắc anh em nhá. Đó, cái con quản lý nguồn này, con này là em gọi là lọc nguồn, vì nó có chức năng lọc nguồn từng kênh anh em nhá. Mỗi kênh này nó đều có một cuộn cảm để lọc nguồn. Đó. Rất là chất. Cái chất âm của nó thì rất là ok. Nhiều anh em bảo là có nên dùng nâng tiếng không? Thì những cái bộ dàn ấy mà anh em cái loa nó kém ấy, ví dụ cái loa của mình nó cũ rồi, hoặc là cái loa của mình nó là hàng Việt Nam, hoặc là những cái loa của mình nó mình tăng nhiều giải lên rồi, tăng bass, tăng chét trên vang mà nó không lên được nữa, thì dùng con nâng tiếng này nó sẽ nâng khá là tốt anh em nhé. Đó. Đó. Thì dùng cái con nâng tiếng này nó nâng lên khá là tốt. Đó, đây là không dùng nâng tiếng này. Đó, anh em nó yếu hơn anh em nhé. Yếu rất là nhiều luôn. Đấy, yếu chưa? Đấy, các giải tần nó chưa được nâng. Đấy, thì bác khách này lấy combo 3 thiết bị này luôn. Đấy, thì về anh có thể ghép thêm một con vang nữa. Hoặc là anh em cứ để như này anh em nghe nhạc anh em nhé. Thì rất là ok. Đấy, sử dụng nâng tiếng này. Đó. Nghe thoát tiếng hơn anh em nhá. Cái con nâng tiếng này sử dụng cho những cái bộ mà nó không có tiếng bass, tiếng chép nhiều. Anh em muốn nâng cái gì giải bass, giải chép thì anh em dùng con nâng tiếng này được. Giá chỉ 1.800.000 thôi nhưng mà chất âm rất là hay. Và nó nâng cái bộ dàn của mình lên một tầm mới anh em nhá. Nâng lên một tầm mới. Ở cái màn hình nó có một cái màn hình nó rất là đẹp. Đó, nhìn nó rất là đẹp. Và con đẩy này nó khá là khỏe anh em nhé. Anh em chơi thì khẳng định với anh em là anh em không thể chê được nó đâu. Cái chất âm của nó rất là chắc, tròn tiếng anh em nhé. Một điểm hay của cái bộ cấu hình này ấy là em thấy là con
nâng tiếng này, nó có cắt súp, cái đường cắt súp của nó rất là hay. Đó, anh em sử dụng súp hơi hoặc là súp điện, đây anh em sử dụng con nâng tiếng này này, nó có súp hơi súp điện, nó cắt rất là tròn vành rõ chữ anh em nhé, nghe nó rất là tròn vành rõ nét. Đấy. Đấy, thì hôm nay em test ba thiết bị này cho bác khách này để anh em cùng tham khảo. Với ba thiết bị này và giá chỉ có 14.700.000 này, bên em sẽ bao ship anh em nhé. Anh em nào nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video anh em nhé. Hẹn anh em những video lần sau ạ. Rất là hay. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.